pin ngập được đen. Dụng của mình sẽ là để giữ chuẩn bị bằng cách bấm máy và mỗi con chuẩn bị sẽ ra một cái dòng chữ rồi mình phải lên cái dòng chữ đó để mà giữ chuẩn bị. What's up, motherfucker? They met as adversaries. What was that for? Yeah.
fire. Rồi, mình cứu được một người dân rồi, cộng 500 điểm luôn. You saved my life. Oh, you're welcome. You. Cái đầu. Shit, man. That ain't right. I'm right. Coi đó sai sai khi có một cái đầu người rất xuống. Cái thằng đâu? Help me. You're fine. Rồi, cộng 5.000 điểm nữa. Thank you. Mutants, how many times do I have to tell you not to use the Z word? Psychotic! Express elevator to hell going. Shut up and press the button. Up mighty. Ta sẽ đi xuống tầng dưới. We should have taken the stairs. Ok, chúng ta nên đi thang bộ đi ha. Vì thang máy đã bị rơi rồi. Washington, you okay? No, I am not okay, asshole. Shake it off, detective. Come on, let's move. Rồi, đây là một tầng hầm với đầy zombie. These guys' table manners. Mother, these guys ain't human. I never seen this kind of crazy shit before. All right, so what's the game plan? You restrain the subject, and I'll lead an interrogation. Fuck that, Columbo. Shoot to main. Coming out of the shadows! They're coming out of the shadows. Here they come. Over there. Run for your lives! Think we should tell him the elevator's out? I say we let him find out for himself. A sadistic crime lord, master of a perverse science. My darling Jasper, do you have a present for me? They call him Caesar. Our test subject at the hospital is showing progress. You've done very well, my boy. We shall celebrate this tonight with takeout Chinese. A brilliant mind with a broken body. You've gone too far, Papa Caesar.
his talents turn to evil to protect the sister who raised him. You impotent cripple. Think of your sister before threatening Papa Caesar. Next time you speak, turn the volume to zero, fucking cabbage. Nobody threatens Varla. The ultimate sacrifice. Freeze, bitches! Because of the shocking nature of the following scenes, they are definitely not recommended for the squeamish or the easily offended. Skip sao luôn trời. What the? I can't get a clean shot. Boss, just shoot it. Not so fucking clever now, are you, bitch? Shoot it. Chúng ta đã giết xong đối tượng 4C. Family betrayed. Tell my sister. Gia đình. Nói chị tao. Fuck. Yêu cô ấy. How do you say that shit without moving your lips? Sao mày thấy nói được chứ? Mày không cử động môi chứ? You see this shit? Mày thấy gì hết chứ? An act of mercy. Một hành động. Mercy quan trọng. Đau đớn quá. I can help you. Giết tao đi. No, you can't fucking not. Shoot the motherfucker. Don't you do that. That's what I am going to fucking do. Shut the fuck up and shoot! Shit! Happy now? Fuck with you. You fucking bastard! You killed my brother! You're his sister? You're his sister? Varla Guns, a doting sibling to a crippled brother, forced into a life of vice. Now she's filled with a primal hunger for revenge. Mankind's last hope now rests on the shoulders of two men. Caesar's heading to the hospital. We gotta stop that asshole before he gets there. Tasteful ride. Don't disrespect my wheels. She's my pride and joy. We'll take my car. The plantation house has claimed its victims, but with Papa Caesar on the loose, nobody is safe. You died trying to stop Caesar. I won't rest until I've shot his fucking guts over half the county. Xác là 95.54%. Tổng số từ đã gõ là 1.480 từ, giết được 132 con zombie. Số từ gõ hoàn hảo là 81, tức là không có lỗi á.
combo rất là liên tục là 54. Cái này thì mình không hiểu lắm. Tổng thời gian đã gõ rồi. Rồi chưa chết mạng nào. Ok. Business as usual out here. Another bunch of creeps pawing at your body and tipping badly. Emergency? Thank you.
only one here who gets to shake their moneymaker on that fucking stage, bitches. Extreme violence. Time on a Saturday night out here. We need a cleanup in aisle two. Hey, you assholes in the tank. Why don't you try using that fucking thing? Keys though. I see the service here hasn't improved. Yeah.
bunch of freaks. Phim này mình để Squid Jin nha bạn ta. Mình dùng đối với tính mua Black thì mình dùng Black Queen rồi. Mà cửa hàng lúc đó chỉ có Blue với Brown thôi. Ê, Blue với lại Red thôi, mình mua Red luôn. Tại mình thích chắc thai, linear hơn là chắc thai. Chắc thai tức là có khắc á. Nhất là mấy bạn mới chơi phim cơ sẽ thích Blue Switch vì nó có tiếng kêu lít kêu lít kêu lít. Còn mình thì thích êm ái. Đang dùng mấy phim cơ kia là Black Switch Mod. Which one of you bitches has my fucking keys? Có chỉnh cơ sò luôn. Còn phim này mình đang gắn. Damn it, Cindy. Have you lost weight? Where's your little fuck buddy? Look, Varla. Look at Cindy's stomach. Oh, fucking gross. What do we do now? We take those bitches down. Bitches never could dance. Zelos? Zelos là gì? Để mình sợ thử Zelos là gì đã. Để coi. Zelos. Lot tactile switches. Ah, switch à? Switch thì mình dùng full switch của Cherry. Tự nhiên chi rồi. Lẽ giờ phải mua switch ghê xong rồi gỡ hết đóng switch trên phim này rồi. Hay thì lại. Kill you fucking bitches all over again. Hay quá. À, mình quên mất. What happened to them? How did they get like that? Damn if I know, but I bet that sick fuck Caesar has something to do with it. Where is he now? Being chased by two asshole cops. Then we should go after them. No, kid, it's too dangerous for you. Jasper wouldn't want you to risk your life avenging him. But Popper Caesar killed him. Tell me something I don't know, girl. Well, Jasper had this thing he liked me to do where I'd, Fuck, I don't need to hear that. Now let's get you the fuck out of here. Then are you going to try to find Papa Caesar?
Listen, sister, I don't try anything. I just get up and do it. And when I'm done, that fuck will be dead. Now come on! Riding into the night, a trail of carnage, mayhem, and devastation. Uh-oh. Level complete, độ chính xác giảm xuống nè, có 90.33. Mì goreng đúng không? Trời, nhờ Tân mới biết đến chuyện nấu có mì đấy đó. Ước gì quay lại hồi đó. As you well know, Isaac, I enjoy pain. And the sound? Expanding on that analogy, I was... Ok, màn thứ ba. Giờ đi làm ai cũng bận hết rồi. Thời gian đâu nữa mà nóng mì trộn chơi lỏ lơ. À, ăn mì trộn có gì? À, rau muống nữa. Washington and his associates are on their way. Tonight, you have been admitted to Bayou County General. Rest assured, Clement. I have a plan which will eliminate both of them and any evidence of our work here. Your symptoms? Cold sweats, irregular heartbeat, anxiety. The diagnosis? Bleeding horror that cuts like a scalpel to the heart. There is... a white-hot bullet to the brain. Ballistic trauma. Collect your... Okay, mà giờ... lỡ vô game rồi, không escape rồi chính lưng game được. À, chính trong này được. Ok. Time for some aggressive surgery. Chỉnh tiếng game lại xíu. Rồi, chứ không biết rồi. Rồi, đang Covid nhạy cảm mà ho nhiều. I'm gonna amputate your motherfucking head. Yes, that makes me a doctor. Bay được chưa? Ah!
gin uniform. Có. Mình vẫn ở chỗ cũ chứ chưa có tiền đổi chỗ khác. Qua đây cứ mang theo nguyên thùng mì qua đây. Không có rau nữa. Ta đã làm đồ mì trộn ren. À là tên F4 Pro-Nit. Dài quá ba ơi. Tại tự dài chứ nó không cũng muốn là zombie lắm rồi. Thank you.
37.000. Muốn chơi lại phải trừ đi 18.000. Chơi thôi. Tá cái tay rung đánh hết nổi. Rồi. Mẹ. Mẹ. Are you okay? Scream. Đây, chúng ta phải giết boss tên là Screamer. That's not my phone.
an unexpected complication. The bitch is ringing! Let's get the fuck out of here! A howling hellcat humping a hot steel hog. Oh, wait, got that room. Hey, you! Croc and Tug! Jump on! A seductive she-devil leading a pair of pigs on a roaring rampage of revenge. Chính xác giảm xuống còn 94.95%, dưới 95 rồi. Bộ còn có 17. Cứu được 1/3 người. Ok. Rồi. Thôi chắc hôm nay chơi ba màn vậy thôi. Qua đánh máy tiếp. Sẽ trở về với đánh máy Ten Fast Fingers. Thì bạn đã chưa biết thì cái trang tenfastfingers.com thì trang này giúp các bạn luyện đánh máy cũng như kiểm tra tốc độ của mình. Có rất nhiều ngữ để bạn chọn. Mình đánh Việt Nam bị soi với tiếng Anh và cái loại tiếng khác thì càng thua. Thì ở đây và cái trang profile các bạn á, thì nó sẽ có những cái achievements mà các bạn đã đạt được nha. Ví dụ như là test được 250 lần, 100 lần gì đó nè. Ngoài ra ở dưới chúng ta sẽ có biểu đồ tốc độ. Thì nhìn biểu này chúng ta sẽ thấy tốc độ chúng ta qua hàng ngày ha. Cao nhất của mình chỉ là 104 thôi, 104 thôi. Nhưng mà số số ký tự nó sai khá là nhiều, ngoài 104 ra thì mình khoảng thường sẽ khoảng 120 mấy, 130 mấy là nhiều, chứ hiếm là 104 chắc là may mắn lắm. Và tiếng Anh thì vẫn tệ như khi chơi game. Đây tiếng Anh đây kèo lắm, chỉ 70 mấy 80 mấy thôi, trung bình 67 nè. À, tiếng Việt trung bình là nhiều 122. Ok, giờ sẽ quay lại typing test tiếng Việt nha. Hãy khoan nữa, chưa bật tiếng Việt lên. Rồi.
cơ là cũng là hai lá đồng đập vô nhau mới có tiếp xúc ra cái nút mà ta.
sai hoài trời. Master nè.
Thì đây sẽ là ứng dụng mà giúp cho các bạn có thể luyện gõ được 10 ngón. Nó sẽ chỉ giúp bạn gõ từng ngón một luôn. Không phải do kê tay đâu nhạc tân, tại cái bàn á, cái bàn tức là kiểu này nè, nó ngang xong nó hõm vô xong nó lồi ra, thì ngay cái vị trí đặt tay trái á thì nó bị hõm vô, còn vị trí tay phải là lồi ra, do cái mình đặt cái máy tính nữa nó bị lệch. Chung giờ cái bàn này hơi khó chịu. Nói tới cái phần mềm thì phần mềm là miễn phí thôi, thì nó sẽ chỉ cho các bạn dùng ví dụ là nút nào gõ bằng ngón nào, ví dụ ngón trỏ cái là sẽ gõ F với G nè, ngón giữa trái là D, út trái là S, ngón út trái là A, nó tương tự như vậy, phải hàm số. Rồi bài tập của nó là cứ trỏ xong rồi giữa xong rồi sẽ hai ngón rồi ba ngón từ từ lên. Thì ngoài cái hướng dẫn tập gõ như vậy thì nó còn có một số mini games, ví dụ như là cá mập xe gì đó. Thì thấy đây là cái phần mềm khá là hay giúp bạn luyện tập. Còn ngoài ra một số bạn lại hỏi mình là sao ta, gõ Vini hay là Telex thì nhanh hơn, thì cái này tùy vào, thứ nhất là ai quen gõ cái nào trước thì nó sẽ nhanh hơn. Còn với người như mình đó là đã từng gõ bằng Vini rồi và chuyển sang Telex á, thì mình cảm thấy là Telex nhanh hơn, bởi vì khi gõ Vini á thì tay của bạn đang là vừa với lại ba hàng nút như vậy, thì nó phải với lên cái hàm phím số này khá là xa, nó sẽ tăng quãng đường di chuyển đó. Mình chọn gõ Telex để cho những cái dấu luôn luôn nằm trong cái phạm vi hoạt động của những ngón tay của mình. Rồi bạn Tân có nói tới phần mềm là Mario Teaches Typing. How about hả? Tôi có biết cái phần mềm này đâu mà hỏi tôi how about. Thì tôi search coi nó là cái gì nè. Mario Teaches Typing. Game chạy trên nền DOS. Play it online. Như cái này là games hả? Thì cái phần mà ưu điểm của Type Master á là nó sẽ tập cho mình từng nút một, từng ngón một. Khi mà mình biết được ngón nào, mình phải nhớ được ngón nào, gõ phím nào và thuộc được cái layout bằng phím rồi thì mình bước vào luyện gõ nó mới nhanh được, chứ chưa thuộc cái layout bằng phím thì lúc gọi là nhìn xuống bàn phím nữa thì nó rất là lâu. Vậy đây, Mario Teaches Typing. Tuổi thơ và KL 1, 2, 3, 4, 5, next. 1 là cái gì? F hoặc F. Ok, đây cũng là một game đánh máy thì đúng rồi, game này thì nó cũng là từng ngón một nè, cũng được ha, khá là vui. Ok, cảm ơn bạn Tân nhiều nha. Mình đã có một tựa game để giới thiệu cho các bạn nữa rồi. Ok. Khá hay. Lớp một học máy tính gõ chữ là dùng cái đó vui vẻ không? Gì? Bạn này được học máy tính từ hồi lớp 1 rồi hả? Sướng vậy. Giờ mình mới để ý nha, là ở dưới nó sẽ có hướng dẫn cho chúng ta nè, phím G là gõ bằng ngón trỏ phải nè, ngón
Đỏ phải, đỏ phải, đỏ trái. G G G G G G G H G G H H à, tại một sắc đi lắc thì những cái trò này chỗ có cá mập nè. Chơi xong buồn bã rồi. Type shark. Game tiêu diệt cá mập. Ồ, trò này trên Steam hả? Có tốn tiền không vậy? 70.000 luôn. Có bản demo. Để coi có bản demo coi. Mình nhà nghèo không có tiền nên mình không có chơi game mua trên Steam được. Shy là mua cái gift card á, là nguyên cái bundle của nó thì có nhiều version Counter Strike thôi chứ bắn gà như quỷ gì vậy. Lâu không có chơi đâu. Ok, chúng ta sẽ coi chế độ gì đây. Adventure, explore the dangerous depth of the seven seas. Chế độ gì? Expert đi. Tied the world on the side. À. Vui nhỉ. Hình như trò này xưa cũng có chơi rồi. Mà mình ghé cái là tiếng Anh. Không nha Tân. Bỏ chơi từ hồi tốt nghiệp đại học rồi. 2 năm rồi. Trời này vẫn giống trò zombie nè, gõ tiếng Anh. What go home? I choose go home.
Về nhà nghỉ ngơi cho sướng chứ cậu hết làm gì. Stream cơ. Ôi. Phải cái extreme. Đúng là extreme luôn chứ.
ta thôi chứ gì. Không lẽ biết tới một đống phòng mềm đặt đánh máy mà không tập đúng không? Sai tỉa lê hết rồi. Thôi tạm biệt stream đây nha.